Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyết giành lại những gì bà Dũng đã mất Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết liệt chạy đua vũ trang với ông Tổng Bí Thư Vào năm 2006 khi mới lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã giành lấy chức trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đầy quyền lực Ông Nguyễn Tấn Dũng giành lấy chức này được xem như một ông thủ hai vai vừa đá bóng vừa lại được thổi còi Ông Dũng điều hành Bộ máy của chính phủ, bộ máy điều hành nền kinh tế Việt Nam và tham nhũng là từ bộ máy này mà ra Lẽ ra, chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng phải giao cho người khác làm Thì mới có khả năng giám sát, nhưng nó lại rơi vào tay ông Dũng Trong vai trò vừa là cầu thủ, vừa là trọng tài, ông Nguyễn Tân Dũng đã được cho rằng phá nát nền kinh tế Việt Nam như thế nào Thì hẳn mọi người cũng đã biết đây là năm 2006, ông Nguyễn Tấn Dũng nắm chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Thành công nhất của ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị tổng bí thư không phải là cái lò khổng lồ mà ông đang đốt, mà chính là việc ông giành được chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng về tay ông. Và cứ như thế, tổng bí thư đã giữ chức này từ ngày 1 tháng 2 năm 2013 cho tới tận ngày hôm nay. Nếu không có chức này trong tay, ông Trọng không thể đá văng ông Nguyễn Tuấn Dũng ra khỏi bộ chính trị vào năm 2016 và nếu không có chức này thì công cuộc đốt lò của ông không dễ dàng được như bây giờ. Át hẳn, ông Bà Dũng cũng cảm thấy thất bại cay đắng khi để đối thủ chính trị của mình lấy mất chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Và cũng vì mất chức này mà thế trận giữa hai phe trên chính trường đảo chiều chỉ vài năm sau đó. Từ ngày ông Trọng tước mất chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay Thủ tướng thì vị thế của ông Thủ tướng luôn dưới cơ vị thế của ông Tổng Bí Thư. Nói về thứ bậc trong đảng thì Tổng Bí Thư xếp trên nhưng nói về sức mạnh kim tiền thì Tổng Bí Thư không thể mạnh bằng ông Thủ tướng đương nhiệm. Có nhiều tiền mà nằm dưới cơ người khác ắt là không thoải mái cho lắm. Có thể nói ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây và ông Phạm Minh Chính bây giờ đều không có sức mạnh về chính trị như Nguyễn Tân Dũng ngày trước. Đây là hình ảnh vào năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng giành chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay ông bà Dũng. Vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1521 thành lập ban chỉ đạo về xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030. Trước đây, ông Nguyễn Tân Dũng nắm chức trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và mất vào tay ông Nguyễn Phú Trọng giờ thì rõ ràng là ông phạm minh chính không thể giật lại nên đã lập ra ban mới để chống tham nhũng của chính phủ đây là một cơ quan có chức năng trồng lấn đến chức năng chống tham nhũng của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng mà bên đảng tức là ông nguyễn phú trọng đang nắm có người thì nhận xét rằng việc tự ý thành lập ra một ban có chức năng giống như ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng của ban bí thư của nguyễn phú trọng cho thấy chính phủ của ông phạm minh chính đang muốn trỗi dậy thực sự việc thành lập ban này cho thấy xem ra thủ tướng không chịu giới cơ ông tổng bí thư là có thật ông phạm minh chính là người rất gần gũi với gia đình ông nguyễn tấn dũng có thể nói chẳng khác nào huynh đệ kết nghĩa và việc ông phạm minh chính lấy lại sức mạnh cho thế thủ tướng thì con trai ông nguyễn tiến dũng cũng sẽ có lợi mà ăn theo bằng việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030, thì ông Phạm Minh Chính xem như đang muốn lấy lại những gì ông Nguyễn Tân Dũng đã để mất vào tay ông Nguyễn Phiêu Trọng trước đó. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2030. Là một ông thủ tướng mà trên chân có quả bóng như cầu thủ và trên tay có cái còi như trọng tài, thì sức mạnh khó ai địch nổi. Việc ông Nguyễn Phú Trọng để cho ông Thủ tướng thành lập ban chống tham nhũng y hệt như ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng mà ông đang giữ trên tay cho thấy sức mạnh trên chính trường của ông Nguyễn Phú Trọng không còn áp đảo như xưa nữa. Những năm sắp tới, chính trường Việt Nam sẽ có rất nhiều vở kịch đáng xem khi mà phe chính phủ đang ngày một ngang bướng, muốn làm vua một cõi. Trong khi đó, phe của ông Tổng Bí Thư là Chủ tịch nước thì vẫn đang bám vào sức mạnh của một ông già 80 tuổi thì vẫn rất khó xác định bên nào thịnh, bên nào suy sau 3 năm nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Quyết giành lại những gì Ba Dũng đã mất. Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết liệt chạy đua vũ trang với ông Tổng Bí Thư quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .để lên cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lê Văn Thành ngã bệnh bí hiểm, Tô Lâm và bốn vị khác xanh mặt, xin được bảo vệ. Như tờ Thời Báo de đã từng phân tích. Cạnh tranh trong nền chính trị tại Việt Nam đang diễn ra hết sức khốc liệt. Người ta dùng điều lệ đảng và luật pháp để triệt hạ lẫn nhau. Ở cấp cao thì họ không cần dùng đến hai loại công cụ này mà họ lại dùng những cách thức bí mật hơn. Nhiều quan chức bất ngờ ngã bệnh hiểm nghèo và sau đó không lâu thì qua đời. Để lại chiếc ghế đầy quyền lực bị bỏ trống. Ông Nguyễn Bá Thành, ông Trần Đại Quang là hai trong rất nhiều trường hợp như thế mà bệnh tình đột nhiên bột phát, không thể cứu chữa được. Hệ thống y tế của Việt Nam từ lâu, các quan chức không chịu dùng, bởi không hẳn nó không đủ thể hiện đại mà thực tế là bất an. Ông Phùng Quang Thanh, ông Đinh Thế Huynh, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Bá Thanh, vân vân đều chọn đi nước ngoài để chữa bệnh. Chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là đủ được tự tin ở lại trong nước điều trị mà thôi. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và bốn người khác đang thấy rất bất an. Từ ngày 25 tháng 11, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đi ra nước ngoài để chữa bệnh đặc biệt. Với quyết định số 1448 do ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng lương nhiệm ký vào hôm 23 tháng 11, phân công cho Vũ Đức Đam và ông Lê Minh Khái điều hành công việc thay ông Lê Văn Thành. Vì lý do ông Thành đi nước ngoài như là một bằng chứng chứng minh cho sự vắng mặt của ông Thành việc cán bộ cấp cao đến nước ngoài mà không kèn không chống thì bao lâu nay vẫn bị nghi ngờ là đi chữa bệnh. Bởi ngoài đi chữa bệnh thì không có lý do nào khác hợp lý hơn. Làm chính trị ở Việt Nam rất dễ tham nhũng để làm giàu, nhưng thực sự không an toàn. Bởi có những chiêu trò mà các đồng chí của họ dùng để triệt hạ lẫn nhau mà không dùng đến luật pháp. Ông Đinh Đà Thăng đã bị loại khỏi chiếc ghế bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bằng luật pháp còn ông Nguyễn Bá Thanh và ông Trần Đại Quang thì bị đá bay ra khỏi chiếc ghế quyền lực không phải bằng luật pháp mà bằng những căn bệnh lạ rất bí ẩn. Xem ra ông Linh La Thăng còn may mắn hơn hai đồng chí kia của ông. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, người thư hành lệnh của ông Tổng Bí Thư Trọng, chuyên đi bắt các đồng chí để quăng vào lò. Khi các đồng chí bất an thì quan chức nào đang làm chính trị cũng phải biết sợ vào ngày 8 tháng 12, Bộ Công an đề xuất bổ sung các quan chức ở vị trí Đại tướng Công an, Đại tướng Quân đội, tranh án Tòa Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là những đối tượng cần bảo vệ. Đề xuất này là để bảo đảm an toàn cho các vị quan chức cần được bảo vệ đặc biệt. Nhưng cũng chính đề xuất này cho thấy những người này đang cảm thấy hết sức bất an trong trò chơi quyền lực ở chốn cung đình Đảng Cộng sản đại tướng quân đội và đại tướng công an thì hầu hết đều là ủy viên bộ chính trị. Trong bộ công an chỉ duy nhất có ông Tô Lâm mang hàm đại tướng, trong bộ quốc phòng thì có ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường là mang hàm đại tướng. Cả ba ông đại tướng này đều là ủy viên bộ chính trị. Ngoài ra, tránh án tòa nhân dân tối cao hiện nay là ông Nguyễn Hòa Bình cũng là ủy viên bộ chính trị. Còn viện trưởng viện cấp sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí là ủy viên Trung ương Đảng. Thực tế thì ông Lê Văn Thành và ông Nguyễn Bá Thành cũng chỉ là ủy viên trung ương đảng mà đâu cũng không hề an toàn. Càng gây thủ trúc án với đồng chí thì càng cảm thấy lo sợ, bởi những quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu hơn ai hết những trò chơi quyền lực đầy nguy hiểm này. Quyền lực tại Việt Nam không chỉ là quyền lực mà còn liên quan đến túi tiền. Ai lên chức cao, họ đều có cơ hội làm giàu rất nhanh và rất dễ dàng, nên tranh nhau rất kịch liệt. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình chuyên kết án bằng những bản án bỏ túi có sẵn. Chính trường Việt Nam càng về sau càng có rất nhiều những cái chết bí hiểm. Điều đó cho thấy chính trường của Việt Nam đầy hiểm nguy. Từ khi nền kinh tế Việt Nam khá lên, dự án ngàn tỷ nhiều như nấm và cơ hội kiếm ăn cũng rộng mở, thì đi kèm với nó là những cái chết bí ẩn ở thượng tầng chính trị ngày một nhiều hơn. Khi Bộ Công an đề xuất đại tướng được bảo vệ thì chẳng khác nào ông tô lâm muốn mình cũng được bảo vệ làm theo lệnh của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng cho bắt người quá nhiều điều này cũng khiến trong tô lâm cảm thấy lo sợ chăng rất có thể là như thế quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của lê trung khoa thời báo .d với bản tin lê văn thành ngã bệnh bí hiểm tô lâm và bốn vị khác xanh mặt xin được bảo vệ Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm